Dạ thăm đến thăm em mang ơn. Sao lại chảy nước mắt rồi? Sao có chuyện gì buồn hả? Hả? Sao em có chuyện gì? Dạ Có chuyện gì buồn? Anh thấy em chảy nước mắt rồi. Sao khóc? Sao em khóc? anh khóc rồi kìa, Khóc á? nước mắt chảy rồi. Vinh. Thăm suốt đời hả? Ôi, chảy nước mắt luôn cả tội không? Vui lắm hả? Có anh tới thăm vui lắm hả? Đúng không? Đúng không? Thăm suốt đời luôn hả? Vừa nói là thăm suốt đời đấy. Anh khóc quá trời. Tủi à, tủi thân. Thôi ráng lên nha. Ráng hết bệnh rồi 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 đi ra nha. Sao có chuyện gì tâm sự không? Có muốn tâm sự với anh cái gì không? Em có gì em muốn tâm sự nào? Vinh. Vinh ơi. Nhìn một thanh niên cũng khá là khôi ngô tuấn tú, nhưng mà không biết là cuộc đời xô đẩy như thế nào thì em lại phải chịu cái cảnh này. Rồi, ok, ăn uống xong anh về nha. Có ai mà kêu mẹ mở cửa em ra mới về. Ok. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Sóc Trăng các bạn. Thì ở đây mình đã biết về một chàng trai khá là khôi ngô tuấn tú. Và hiện tại bây giờ thì em ấy đang bị gọi là giam lỏng ở trong cái căn nhà kia các bạn. Mà em này thì khá là đẹp trai, cũng như là không hiểu lý do vì sao thì em này bị một cái căn bệnh cũng khá là kỳ lạ. Em nó nằm ở trong đây được không? Biết là có mặc đồ gì không? Trước mắt các bạn đây chính là mẹ của em Vinh, là một chàng trai khá là khôi ngô tuấn tú các bạn. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao thì em ấy bị bệnh khá là nặng và không tinh thần không còn được tỉnh táo nữa, và thường hay giống kiểu là bạo hành cha mẹ. Cho nên là bây giờ buộc lòng gia đình phải nhốt em nó vào một cái nơi riêng biệt. Lúc trước thì em nó còn bị xích ở bên kia, Bên kia. và em nó uống nước mương cũng như ăn và vệ sinh tại chỗ luôn. Cô cho con hỏi thăm cô tên gì nhỉ? Cô tên Nhan. Đó bắt đầu la. Cô tên gì cô? Cô tên Nhan. Cô Nhan. Dạ. Cô năm nay được bao nhiêu tuổi ạ? 66 thì cậu. 66 tuổi. Dạ. Cô cho hỏi thăm một chút là cô em Vinh này là con thứ mấy của cô ạ? Thứ hai. Em Vinh là con thứ hai của cô. Dạ. Nhà cô là có mấy người? Nhà cô có Vinh với Huy à. Mà nhân Huy nó cũng đi làm, mà nó thấy làm công ty mà thấy anh nó quậy quạng vậy ngủ em được, rồi nó có vợ rồi theo vợ đi luôn. Vậy là Rồi có nghĩa cô là cũng như cùi vậy đó, đâu dạ có còn ai đâu mà được. Thằng nhỏ đó thì nó chạy tới chạy lui mà bây giờ nó đi luôn rồi. có nghĩa là cô là có hai người con, một người thì bị bệnh và còn một người còn lại á, thì bây giờ là lấy vợ xong bắt đầu thấy cái gia cảnh nhà mình như vậy Giờ cảnh thì bắt khổ đầu rồi, sợ là vợ không chịu ở rồi đi luôn, đi rồi bắt theo đầu vợ luôn. là đi luôn, không Thì về nữa cứ à cô? cưới về cũng về thăm gì thôi, chứ cũng tiền bạc cũng không có cho gì hết, mà nhưng làm không ra tiền rồi đi theo vợ, nhà người ta cũng đỡ, ở đâu bển là ở bển luôn. Rồi có thường xuyên về không cô? Cũng lâu lâu cũng tuần hay tuần về lần. Rồi bây Vợ giờ là chú đi đâu rồi? cứ đi ruộng hả, đi đâu rồi đi Cô ruộng. cho con hỏi thăm một chút là từ lúc mà em Vinh về nhà đến bây giờ là em nó hay thường xuyên bạo hành cha mẹ lắm à? Có nghĩa Cái lúc trước á, lúc này thì hồi hôm đó nhốt vậy đó, là cái cửa nó hơi rộng vậy nè, mình cho trống lần đặng nó thoáng mát á, nó nắm đầu cô, nó quánh cô quay trở lại, quánh cần cổ đầu sưng, giờ con nhức tùm lum hết trơn. Vậy là nó do qua là cái hông, nó làm đổ, nó nắm cái đầu cô gì nè, rồi cô làm gì không được, có ai cứu chân, nó quay cô gì nè, quay trở lại bắt ở trong cấy ra, nó quánh cô quánh chừng tiếng hồ, cô tính chết rồi. Đánh một tiếng đồng hồ.
đánh gơ tới cô nóng cái này, rồi cô nói bữa nay chắc chết thì nắm gì nè, nắm xây ngược tới gì nè. Ở trong cái cũng như mình thì đầu tiên cái cửa thì vô gì phải không? Dạ. Rồi tới chừng nó nắm nó xây cô lại gì, nó quánh bắt trong quánh ra, ta nói nóng là chân kính chết. Có nghĩa là cứ nắm xong là kéo vào cái cửa đấy xong là đánh thôi? Không, ở trong cửa đánh ra. Cái cửa hôm đó thì nó rộng bự nè. Dạ. Rồi em nó thấy vậy em nó mới mới ấy thêm đó. Dạ. Rồi cô cho hỏi thăm một chút là ngoài cô ra thì chú có bị em nó làm gì không? Em nó bị em nó lúc đi Biên Hòa về nó không uống thuốc, nó đâm ba nó 6 dao. Đâm đại gì đâm dao thái. Không cái dao giấu rồi mà nó lại nó rượt nó tấn công ông già nó tới hôm đó nó đâm ngã đặng á, mà cô đâu có biết, cô tưởng là dao đâu mà đâm. Nó rượt thôi, ai ngờ đâu đâm ngã ba nó, thì cô mới không biết tới cái miệng cô. Nói công an thì nó chạy quay trở lại nó bỏ ba nó thì cô kè đi đó. Rồi chú có sao không? Tính ba nó chết rồi đâm giác vô chỗ này, ba nó bẻ dao. Bẻ dao máu không người, rồi mấy công an lại bắt nó, cô nói hết phương pháp rồi. Thôi giờ mẹ nó bây giờ cắt đại cái nhà đi cho nó đi. Thằng thả nó vô nó tự do, không có lợi xiềng xích nó nữa. Rồi nó ỉa đái thì cũng ở trong đó mà nó nhém toilet là hết trơn. Rồi bây giờ là nó ỉa nó thảy ra, cô giặt không chết luôn rồi. Lúc nào mà côn nước thì đem ngày ba bốn cử đem để vô gì nè, bây giờ cô đâu dám thọt tay gì, thọt đâu được nữa, tại vì em nó mướn người ta lại hàng nữa. Nội mà tóc nó nhốt nó, rồi tóc nó bị dài nè. Bây giờ tóc dài lắm à? Bây giờ là hớt mượn ta tấn công vô vô mở cửa ra rồi đem nó ra hớt hết trơn rồi. Giờ nó lên bị dài nữa nè. Hớt một lần rồi đó. Thế tội cho cô ha. Trời ơi, nó quánh cô rồi cô tối ngày lo cho nó không biết là tiền bạc ở đâu mà có chú ơi. Như các bạn nhìn thấy thì cô bây giờ chỉ còn da với xương không? Còn da xương mà đâu. Trong khi đó thì còn con thì... sợ lúc đó quá trời, con mình nó quánh rồi sợ rồi. Từ rồi cái nó làm như nó xuống luôn, xuống sắt luôn, ăn cái gì cũng không có biết ngon gì, bằng đêm thì ngủ thì con vậy sao ngủ được. Nó ghen nó la thôi. Vậy là đêm nào cũng rên la dữ lắm mà cô? Ghen la muốn tỉnh tỉnh muốn ha. Muốn ấy thì chửi hỏi nghỉ ngựa mày đi đâu vậy? Trời ơi, qua bển cái nó chửi như vậy đó. Rồi có khi nó khi mà đồ dơ cứt rồi đó, nó tạt vô cô. Mà cô biết bao nhiêu thầy bà ai cũng nói thầy đi chỗ này chỗ kia, cô nói thôi từ đây về sau không có đi thầy đi bà gì để đại gì. Rồi coi coi có tiền làm thì đem có thầy bà nào mà trước được mấy cái này. Đem nó đi tâm thần thần kinh mà người này nói thứ này người kia nói thứ kia, cô biết cô cũng không biết làm sao mà tính. Biết muốn là điên loạn luôn đó, không có hiểu nổi. Con hiểu cái cảm giác của cô. Ai cũng gặp cô cũng thương hết trơn, cô đâu có cái gì đâu mà con của cô phải chịu đựng gì. Nhưng mà cô cho hỏi thăm một chút là em Vinh là từ khi nào em bị như vậy, năm bao nhiêu tuổi? Năm em Vinh này là cũng lúc trước là cũng cũng đi chơi với bạn đồ, cũng người ta hô quan người ta rồi cái mấy người đó qua mà tâm chém người ta, anh Vinh lại ngồi đó, anh Vinh đỡ ra rồi người ta hô quan rồi anh Vinh bị ở tù. Bỏ ở tù cũng mấy năm, đầu 6 năm cô giận cô buông, cô bỏ luôn, không có nói tới về vụ gì, tại vì thấy cho mày, do mày đi cải tạo cho mày biết, để mày ngu. Sau cái bị quánh quá, cái cô mới cũng đi mặn mướn, mình thuê đem thăm nó, tới đem nó về được 3 năm, 9 tháng, 6 năm. 3 năm 9 tháng về đâu, 1 năm ngoài 2 năm Vinh chụp bệnh. Ngồi ngẩn ngơ mà lộ. Rồi đem đi trị bệnh. Rồi vậy là thuốc. Sau thời gian đi tù về là em Vinh trở nên, bắt 3 năm sau là em Vinh bắt đầu là điên loạn. Đúng không? Điên loạn mà nhưng ngồi vậy hả? Chứ rồi cái cũng không có làm gì, cái mình cũng nói là nhỏ này sao kỳ quá, thôi đem đi ra ngoài bệnh viện ngoài thì người ta nói động kinh. Động kinh thì cho uống thuốc hơi. Ở ngoài phát thuốc cho uống thì cũng đỡ chứ cũng lừng khừng vậy mà cũng biết cha biết mẹ. Rồi sau khi nghe người ta vậy đó hốt thuốc nam cả trăm thang nấu cho nó nhà cửa gì muốn cháy hết mình lại vì chá thuốc á, vì sợ gì người ta không cho uống thuốc đó mà cái gì lấy nước á, vì làm cho vợt á nó hay được á, nó thấy gì nó quánh gì á. Nó nói của nó nấu sao mà gì lại làm vậy, mà mình làm mẹ mình thấy sợ cái thuốc kia nó không có chịu. Uống mặt mày gì nó sưng chù dù. Rồi tính đến hôm nay á, là em nó bị bao nhiêu lâu rồi cô? Bây giờ là chỉ 2 năm ngoài, 3 năm nay là nó nặng nhất. Bắt đầu phát bệnh là từ năm bao nhiêu tuổi?
năm cũng năm nay 7-8 năm rồi đó. 7-8 năm rồi, gần 10 năm nay. Nhưng ít dạ. nhẹ rồi tới chừng đem đi xiềng rồi đó, nó quánh cô quá rồi công an lại xiềng đó. Xiềng dạ. ở bên cái hầm dạ, đó. Con nhớ rồi. Nhà mình đâu có cái gì đâu. Ừ. Rồi mới sau khi cô quá trời, cô không biết đường đâu, tính thôi cắt vậy thả nó vô đi. Chết sống gì kệ vô đó đi, rồi nó được giỏng rồi nó nằm. Dạ. Rồi tự do. Rồi bây giờ ở trong cái nhà đó là em có bị xích lại không? Hay là chỉ không, ở trong cái nhà thôi? Cho ở đại tự do. Dạ bây giờ vậy cô dẫn bọn con ra ngoài đấy thăm em nữa ha. Ờ đi. Dạ. Đi qua thăm. Như là... vậy là ngày trước thì bị một... Biết. Cô. Có, không có sao. Vinh ơi. Ờ, nhớ anh ruột không? Nhớ anh không? Hả? Nhớ anh không? Anh lại thăm nữa nè, la hoài. Đem đồ ra hết đi rồi anh cho... Nhớ anh không? Nhớ anh không nè? Đồ đạc nhóc. Em đang ăn gì đó? Nhóc nhà chứ. Vinh. Vinh. Vinh ơi. Ê. Nhớ anh không? Nhớ cái không? Này. Lần trước anh ghé anh thăm em mới nhớ không? Cười không hả? Sao mình có đèn không cô? Có. Để cô đi bắt đèn đó nha. Dạ. Trời ơi. Cô... Sao? Anh hỏi nè. Anh hỏi nhớ anh không? Đang làm gì đó? Vinh! Đang lên nước làm gì đó? Này quay, quay. Vinh ơi! Nhớ anh không? Nhớ không? Nói anh nghe coi! Vinh! Có ai làm rồi ăn giùm con đó mẹ ơi! Rồi làm ăn gì? Rồi, rồi ăn nữa vậy đó! Sao em nhớ anh không? Em nói anh nghe coi! Nhớ anh không? Hả? Không, nhớ anh trong này, anh tới thăm không, em rồi em nhớ không? Làm gì đó, ở đó cái cửa bự gì đó. Cái thêm cây sắt của em. Vậy là anh ở trong đây và vệ sinh các thứ là trong đây hết luôn hả cô? Thì ra lỗ kia chứ là lỗ đó, ở mỗi mẹ. Lần có cái. Còn nó à, hốt cái đây nè. Nước với ái xà bông giùm con cái mẹ. Ừ, biết hết. Để nước với xà bông. Nước xà bông làm gì đấy? Rửa trong nước. Tắm rửa hả? Ồ, sạch chứ ta. Ờ, sạch trơn à. Ừ. Thấy đi. Em ở sạch không? Nhìn trong bông, nhà sạch bóng luôn. Có vệ sinh hết, tắm rửa. Em tên gì? Mà có cái này nè. Dân. Vinh bao nhiêu tuổi rồi? Ba mấy tuổi. Ba mươi mấy tuổi hả? Tỉnh. À. Ừ. Em đang làm gì đấy? Hả? Đang ăn cơm hay làm gì đấy? Đang đem đồ kìa. Hả? Nhớ không? Nhớ anh không? Nhìn mặt anh em nhớ anh không? Thấy khổ. Nhớ hả? Nhớ sao kể anh nghe coi. Hả? Mà anh có cái ấy thuốc ừ? À, bắt đầu xin thuốc. Mà anh có ấy gà đậu bầu mua đậu giùm em cái đậu. Mua cái gì? Mua thuốc hút đồ này kia vậy. Thuốc hút hả? Dạ. Ok. Nhưng mà nếu mà mua thuốc hút bây giờ anh vô anh nói chuyện với em được không? Anh mua cho em xong anh vô anh nói chuyện với em được không? Được. Được đúng không? Dạ. Ừ. Rồi ok. Em muốn mua thuốc gì? Mua cái gì? Nói anh nghe. Mua bánh mua đồ này kia nhá. Mua bánh này, em bánh mua thuốc này, mua bánh này đúng không? Dạ. Rồi bây giờ anh mua xong anh sẽ vô trong đó nói chuyện với em nha. Dạ. Ok không? Dạ. Ừ. Đấy, em đang làm gì trong đây mà đồ đạc quá trời này? Đem ra. Đem đồ. Có ai làm rồi anh lấy thuốc hút con nha. Rồi ok, để anh mua cho em thuốc hút này, anh mua cơm cho em này, anh mua bánh cho em này. Ok không? Rồi lấy đồ ra hết cho nha. Ra rửa. Ok. Sao em xin cái gì? Xin tiền á hả? Xin tiền hay gì? Dạ, có mua gì mua. À ý em muốn xin tiền đúng không? Dạ. Anh cho tiền cho em nha, ok không? Dạ. Ừ, để anh cho tiền. Cậu ở đâu lại vậy? Không nhớ anh à? Nhớ không? Lần trước anh tới anh mua bánh, mua cà phê thứ cho em đó, em nhớ không? Ừ? Rồi ở trong này thì có tiền thì làm được cái gì? Hay là muốn mua gì thì kêu mẹ mua cho? Em có trả. Từ từ đây anh đưa tiền cho em này đó. Cảm ơn anh nha. Ừ. Biết bao nhiêu không? Biết chỗ đó bao nhiêu không? 60. 60 ở đúng rồi, giỏi ta. Vinh giỏi quá ta. Em đang sao em lại quỳ, em ngồi thì ngồi thẳng lên. Ừ? Sao em nhớ mặt anh không? Bây giờ anh vô trong đó nói chuyện với em được không? Được không? Dạ, được. Anh vô nhưng mà em khó. Mà nữa nha. Còn có ấy đấy rồi ăn với gà đầu cầu.
ra đầu cầu mua đây. Ok, anh sẽ ra đầu cầu anh mua đồ ăn này, mua bánh này, rồi mua thuốc cho em này, ok không? Nhưng mà anh vô trong nhà là em không được đi ra nha. Em ngồi trong nhà em nói chuyện với anh luôn nha. Dạ. Ok không? Mà chỉ có em mở cửa cho em ra giùm nha. Em ra để làm gì? Em ra làm gì? Hả? Em ra để làm gì? Này này em. Này cầm. Này em cầm đi. Cầm này, anh đưa này. Cầm điếu thuốc này. Cầm đi, hút đỡ đi, xong tí anh mua cho em một cây. Này cầm ấy. Ừ, rồi đúng rồi, rồi cầm thêm điếu này nữa. Ừ, rồi. Này đây hả? Là đưa xuống lưới này hả? Nè mẹ ơi, anh có quẹt với thuốc cho con. Làm con tí rồi ăn ơi. Đói bụng hay gì em? Vinh. Rồi Vinh, em có biết là vì sao em phải ở trong nhà này không? Hả? Em có biết vì sao em ở trong cái nhà này không? Dạ, tại em không có ấy gì, còn em bị hoàn cảnh vậy đó. Em hoàn cảnh em sao, em nói anh nghe coi. Ừ? Tại vì không có biết không, trong gia đình em vậy đó. Trong gia đình em vậy hả? Dạ. Ừ. Rồi em bị hoàn cảnh vậy đó. Ừ, em bị hoàn cảnh vậy hả? Dạ. Ừ. Bây giờ anh muốn vô thăm em nhưng mà biết chìa khóa không có nè. Dạ. Đến thăm em mừng lắm á nha. Ừ. Có nhớ anh không? Hả? Bây giờ nha, anh vô trong nhà anh nói chuyện với em được không? Anh mở cửa ra anh vô được không? Hả? Vinh. Anh mở cửa anh vô nhưng mà em không đi ra nha, anh với em ở trong đó luôn được không? Mở cửa cho em ra mới được. Em ra để làm gì? Ừ, em ra là công an nó tới, công an người ta tới, hiểu không? Em phải ở trong nhà. Khi nào công an cho thì em mới ra được, hiểu không? Em hiểu nghe anh không? Mở cửa cho em ra. Đấy, em muốn sao em nói anh nghe coi. Vinh. Mẹ có ai làm đồ ăn cho con? Bà làm cho em nó ít rồi. Mua đồ ăn với đồ uống cho em. Ok, anh sẽ mua đồ ăn rồi mua thuốc các thứ cho em. Em yên tâm nha. Dạ. Nha, em ngồi qua chỗ này được không? Mua thuốc với bánh cho anh đi, cho em nhiều nè. Ok. Mua thuốc này, mua bánh này. Dạ. Để em ở trong này. Biết làm sao? Tại vì em đi mua không được rồi. Còn có ấy thì mua sẵn rồi. Có ấy tí đồ ăn, có nhậu nhạt gì chút mà em vậy. À. Hay là anh mua xong anh vô đấy ngồi nhậu với em ta. Và được không? Ở trong nhà còn bia còn gì không vậy? Chạy ra đầu cầu mua. Ý là giờ anh ra đầu cầu anh mua hả? Dạ. Ừ, vậy. Dạ, nhậu tại em đi ra em đi mua không được. À. Rồi, anh mua cho em một cây thuốc này, đúng không? Đúng không? Em mua cho em một cây thuốc này. Rồi mua cho em bánh này đúng không? Dạ. Cái mua giùm em cái quẹt nữa. À, mua cho em có một quẹt nữa. Với đồ mà xà bông đồ này kia. Xà bông để em tắm giặt đúng không? Dạ. À. Với mua các thứ để cho em tắm giặt nọ kia đúng không? Dạ. Ừ. Rồi Vinh cho anh hỏi này, em vào trong đây lâu chưa? Dạ. Em vào trong đây lâu chưa? Dạ, lâu rồi anh. Lâu rồi hả? Dạ. Ừ, bao nhiêu năm rồi nhớ không? Cũng hơn gần năm mấy rồi á. À, gần 5 năm mấy rồi. Rồi Vinh có biết vì sao mà Vinh phải vào trong này không? Ừ. Dạ, tại lúc đó nè, em không có cho không có ấy á, còn cái mà trong khi đó không gia đình em không có ấy gì biết cái gia đình kia á. Ừ. Làm em vậy á. À, gia đình kia làm em như vậy hả? Rồi em gặp gia đình như trong hoàn cảnh gia đình vậy đó. Ừ.
Rồi mẹ em ấy, anh chị em đâu có ấy gì đâu. Ừ. Đâu có quậy quản gì chân á. Bữa nay còn quay không? Dạ không. Hết rồi đúng không? Dạ. À. Mà rồi không được quay nghe không? Em phải cái không quay nữa rồi em không bị bệnh nữa thì mới cho em ra ngoài được. Chứ này em mà quay là không ai cho em ra ngoài đâu. Mà có ấy mà thấy cửa mở cửa cho em ra giờ em mời. Có nghĩa là giờ mở cửa cho em ra hả? Dạ. Em ra lâu mày em đi lung tung rồi sao? Dạ. Dạ không. Bây giờ chỉ có cách là anh vô đấy anh nhậu với em thôi. Dạ. Anh vô anh nhậu với em thì được. Chứ còn em ra ngoài là không được. Được không? Sao sao? Dạ. Chắc không? Dạ. Chắc nha. Dạ. Anh vô đấy ngồi mới nên nhậu với em nha. Dạ. Ừ. Nhưng mà hứa không? Hứa không? Dạ. Hứa là không được quay nữa nghe không? Dạ không. Ừ. Mà bây giờ anh bảo Vinh này. Nhìn đẹp trai lắm chứ đúng không? Đúng không? Vinh thấy Vinh đẹp trai không? Hả? Đúng không? Nhìn em giống hot boy lắm chứ đúng không? Sao răng bữa nay lại sẽ bị ấy hết rồi? Dạ. Sao răng bữa nay ấy hết rồi? Đẹp trai này, xong múi này thấy không? Mà anh ở đâu vậy? Không nhớ anh à? Thấy lạ quá. Lạ gì? Lần trước anh ghé anh thăm em nhớ không? Bên cái tròi bên kia kìa. Dạ. Nhớ không? Lần trước anh tới cái tròi bên kia anh thăm em đó. Nhớ không? Sao không nhớ rồi? Chết là chết rồi. Uống mấy cái gì vậy? Uống cái gì đó? Nước ngọt à? Nước ngọt này mua cho em đó. Rồi anh có nước ngọt mà để trong cái này hả? Cái này là mẹ anh lấy cho em hay sao? Nước ngọt là bỏ trong cái ca này hả? Dạ, uống rồi. Ok, để đây anh uống ha. Dạ. Uống hết được không? Uống tải. Anh uống hết xong anh mua cái khác cho em được không? Dạ. Chịu không? Dạ. Ừ. Rồi em không uống nữa hả? Vinh? Dạ, 40 mấy tuổi. 40 mấy nhớ không? 30 mấy, 40 mấy. Làm gì được 40 mấy. Nhớ chính xác bao nhiêu tuổi không? Ừ? Vinh? Này em uống đi. Anh nói vậy chứ anh đâu uống đâu. Này em uống đi. Ừ đúng rồi. Là hàng ngày là mẹ đưa đồ ăn vào đồ lưới này cho em hả? Vinh ơi. Vinh. Tội dữ trời. Vì là anh sống ở đây và anh đi vệ sinh các thứ là trong cái căn nhà này luôn. Vinh ơi. Bây giờ em có mong muốn gì em nói anh nghe đây. Hả? Có mong muốn gì không? Sao? Nói anh nghe cái tâm sự của em là cái em mong muốn như thế nào này? Ừ? Bây giờ lát nữa anh nhậu mấy em xong anh mới về. Được không? Nha. Lát nữa nhậu. Không có làm gì sao? Cái gì? Không có làm gì sao? Không, anh rảnh lắm. Anh không có làm gì hết á. Được không? Được. Ừ. Em ngồi lùi ra ngoài tí cho anh nhìn cho em rõ được không? Vinh đang nói gì vậy Vinh? Chấm mút rồi. Cái gì? Làm gì vậy? Ủa em làm gì á? Vinh? Em vừa làm gì á? Em vừa làm cái đấy là cái gì? Ừ? Dạ, cho cái gì? Làm cũng giống vì em ra giấu quá vậy. Uống phê rồi. Không muốn uống cà phê không? Dạ. Không muốn uống cà phê không? Không muốn đi uống cà phê không? Vinh đang suy nghĩ cái gì đó? Hả? Đang suy nghĩ gì vậy? Nhờ ở chơi nhậu rồi
nữa về nha. Chúng chơi lại đây. Ba mẹ ơi. Mẹ đi kêu ba rồi. Vinh có biết hát không? Dạ. Em có biết hát không? Biết tạm tạm nha. Tạm tạm hát tăng anh bài đi. Hát tăng anh bài đi. Hát 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 tăng anh một bài. Ừ, ca. Hát đi. Sao cười hoài vậy? Ừ. Không hát là anh đi về đấy nha. Được không? Ngồi trái nè. Hát đi không anh đi về này. Em không hát là đi về á. Nè. Anh mà nói nghe anh chạy ra đầu cầu đấy đầu. Ok, anh mua đồ cho em nhưng mà em anh mua đồ cho em nhưng mà em phải hát tặng anh một bài. Hiểu không? Dạ, mua đồ rồi em kêu anh lấy kêu người ta vô mở cửa giùm nha. Kêu người ta mở cửa cho em hả? Mà mở cửa để làm gì? Mở cửa cho em ra ngoài. Nói ra ngoài mãi nói mở cửa cho thằng Vinh ra ngoài là người ta mở cửa. À, mở cửa cho thằng Vinh là người ta mở cửa. Dạ. À. Kêu lấy đồ ăn rồi nói với người ta em á. À. Nghe không? Ừ. Dạ. Lấy đồ ăn giùm em. À, lấy đồ ăn giùm Vinh. Đồ cá nhân như mà cái đồ em xài em dặn gì đó. À. Có nghĩa là bây giờ là kêu người ta mở cửa cho em, đúng không? Ra mãi nói với em là người ta mở. À, nói em, nói tên em là người ta mở. À, ra lấy máy tiệm tập quá, lấy đồ như đồ xài của em, nói tên em á. À, vậy chứng tỏ em có uy tín lắm đúng không? Nói cũng như nói mua thiếu dùng là người ta bán. À, nói lấy cho thằng Vinh là được rồi đúng không? Nói lấy cho thằng Vinh đó, bữa nào máy tiền ai là người ta đưa à? Tính là Vinh giống là đại ca á thì, đúng không? Có phải không? Có phải đại ca không? Không phải đại ca mà sao uy tín đi chứ vậy? Cứ nói thằng Vinh là được là sao? Dạ. Sao mà là sao? Tại vì ra mua đồ hoài với người ta ra người ta đưa đồ à. À, có nghĩa là... Nói tên em là người ta đưa đồ à, tại em ra mua đồ hoài á. À. Dạ. Vậy là do em có uy tín đúng không? Cho nên là nói là người ta đưa đúng không? Em hát đi không mà mấy anh đi về kìa. Hát tặng anh bài đi. Rồi gì hay? Gì? Hát tặng anh bài đi. Ca tăng anh bài. Lại lại thăm em giờ sao biết em ở đây mà lại thăm hay vậy? Lần trước anh ghé rồi gì nữa. Dạ. Không nhớ lần trước anh ghé anh thăm em à? Anh ơi có ai đó nè, nó nghe nè. Có ai giơ đầu giùm em cái. Gì muốn cái gì? Tại thăm em mang ơn cũng tại vì bị hoàn cảnh vậy á. Ừ, hoàn cảnh làm sao em nói anh nghe coi. Đó vậy rồi sao có ăn uống mua bán gì được đâu. À. Có mua đồ này kia được đâu. À. Có nghĩa là mình bị như vậy cho nên là mình không có đi mua bán được gì. Dạ. Không ăn uống. Mình bị em bị hoàn cảnh vậy lâu rồi. Ừ. Còn không có ấy gì được hết trơn á. Ừ. Là có hoàn cảnh của em sao em kể anh nghe coi. Dạ. Hoàn cảnh sao? Ừ, không trong khi đó không có trong khi đó cũng như em muốn mua đồ ăn đồ đó. Ừ. Vậy. À. Đó. Nói anh hiểu không? Hiểu. À, cũng như phải kêu người ta mở cửa cho em ra. Ừ, mở cửa cho em ra. Dạ. Ừ. Nói không như chẳng hạn như Vinh như vậy đó mà mở cửa cho Vinh ra chứ đâu có làm cái kiểu đó được. À. À, biết không? Đúng rồi. Có nghĩa là em bị hoàn cảnh chị hiểu chưa? Ừ. Có nghĩa là em bị hoàn cảnh như vậy cho nên là không được làm với vậy với em, đúng không? Dạ. Cho nên là phải mở cửa cho em, đúng không? Dạ, ừ. Cho em ra ngoài. Rồi em ra ngoài em làm cái gì? Dạ, chẳng hạn như đi uống cà phê rồi hoặc giá đi chơi. Nhưng mà nhưng bạn bè rồi vậy đó. Đi chơi với bạn bè hả? Dạ. Ừ. Nhưng mà nghe nói là em quậy lắm mà. Đúng không? Dạ không. nghe nói quậy quá cho nên mới nhốt vào trong đây này. Dạ. Chứ em mà không quậy thì đâu ai nhốt em đâu. Dạ. Đúng không? Dạ, mà chí phần em bị hoàn cảnh gì nè lâu rồi. Ừ. Dạ, còn chí phần người ta ấy rồi người ta ấy cho không có ấy mở ấy cửa người ta kiếm mở cửa cho em ra nhưng mà người ta không có ấy được á. Ừ. Thì ra ví dụ như ra nói rồi chẳng hạn như mở cửa ra cho mình Vinh ra ngoài đâu có làm Vinh mở cửa cho mình Vinh ra chứ đâu có làm gì được. À, ok. Người ta mở cửa. Ừ. Còn ví dụ như muốn mua ấy đồ ăn đồ mấy tiệm tạp hóa anh vô lấy tại vì em có ấy hết trơn rồi. Ừ.
Em con là đại ca ở đây hả? Đúng không? Cho nên nói đến Vinh là ai cũng sợ đúng không? Dạ. Thì nói mở cửa đại gia, nói anh kêu mở cửa lấy đồ là được rồi. À, mở cửa lấy đồ là được. Em làm như tạp hóa là của nhà em ấy. Hả? Đúng không? Nhưng mà bớt quậy đi nha, đừng có quậy nữa nha. Anh nghe nói là em quậy dữ lắm á. Đúng không? Sao mà quậy dữ vậy? Dạ. Đâu đâu có quậy đâu, em ở đây em đâu có quậy gì đâu. Anh nghe nói là em la cả cha mẹ luôn mà. Đúng không? Đúng không? Có la cả cha mẹ không? Đúng không? Mà nói nghe là anh có vợ có con gì chưa? Em hát tặng anh bài đi xong anh nói. Hát tặng anh bài đi. Có vợ chưa? Hát tặng anh bài đi. Em có người yêu chưa? Em hồi đó có người yêu rồi. Người yêu tên gì? Tên là gì? Người yêu em ấy tên là gì? Ừ? Nói anh nghe coi, nói cho anh biết là người yêu em tên gì. Nhớ không? Ừ? Rồi hát tặng anh bài đi. Em hát tặng anh một bài hồi đi. Nào đấy? Thôi hôm nay hát đi, hát đi anh cho thêm tiền. Rồi anh mua bánh mua trái cho, nhanh. Đấy, hát tặng anh bài đi xong anh cho thêm tiền mua bánh rồi mua anh mua thuốc thứ cho. Hát bài gì nào? Bài gì Vinh? Vinh. Không anh đi về nha. Em không hát là anh đi về á. Vinh. Hát tặng anh bài đi. Không anh đi về này. Nha. Hát tặng anh bài đi. Lên. Bài gì? Hát bài gì? Rừng vào thu chừng thay áo mây, lá đỏ gây đầy phủ lối quân đi. Giữa bụi hành quân dừng chân anh viết gửi, viết gửi về em miền đất xa xuôi của tổ quốc. Tết năm nay mẹ nhớ mấy con ngao mới, đắp ấm thêm chân khi đêm tối lạnh lùng. Con dặn hành quân vui với núi rừng, đồng đội bên con là những chàng. Tiếp. Những chàng gì? Hát bài gì? Bài gì? Hát lại nghe coi. Tiếp một bài nữa. Tết này em ra thăm anh ngoài ấy, cha mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mắt anh. Quảng nữa nha. Ừ. Mùa xuân về em hãy nói cùng con, mai con lớn lên con thành chiến sĩ, như chú như cha suốt đời bền bỉ. Tiếp, hát tiếp. Tiếp đi anh, đang hay. Hát tiếp đi. Hát đi, để anh lấy tiền anh cho thêm, nhanh. Hát đi, anh lấy thêm tiền này. Hát tiếp. Đang suy nghĩ bài gì? Quên lời đã hát rõ ngay cũ lối quân đi. Giữa bụi hành quân dừng chân anh viết gửi. Tết năm nay mẹ nhớ mãi. Tết này em ra thăm anh ngoài ấy, cha mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mắt anh. Ngày xưa em có biết hát nhạc chế không? Dạ. Nhạc chế biết hát không? Vinh, em có biết hát nhạc chế không? Dạ, nhạc trẻ à. Nhạc trẻ gì cũng được, nhạc gì cũng được, em hát đi. Nhạc trẻ hả? Ừ. Đang suy nghĩ lời. 36 tháng vừa qua anh được lệnh thà về, trở về đường xưa lối cũ. Anh ghé thăm mẹ hiền, anh ghé thăm bạn hiền, còn ghé thăm em liền. 36 tháng vừa qua anh thầm mơ về nhà, trở về đường xưa lối cũ. Anh ghé thăm mẹ hiền, anh ghé thăm bạn hiền, còn ghé thăm em liền. Thì con muốn tặng.
thôi. Ngày ngày mai ra băng anh sẽ lìa coi chàng đồng đàn cho anh hồi nhớ trang nhật ký tôi ghi chém chuyện yêu đương ném vào trong tim em nhỏ xíu như ước nguyện em thật nhiều đi ngày bị bắt tôi chớ dây xứ này lòng tự tin mai đây tôi sẽ về đời là con nói sao gừng chàm là đây con tim đều thay đổi người tài là tôi đêm đêm cố gắng tạo hành ngày bị bắt tôi chớ dây xứ này lòng tự tin mai đây tôi sẽ về đời vì nhớ cải tạo không nhớ không nhớ lời đúng không rồi còn thuộc bài gì nữa nhớ nhớ tiếp thì hát tiếp đi anh còn hả ừ, hát đi bài gì giờ tiếp tục bài gì cái gì có cái bài mà ngày mai ra bắn nhớ cha và nhớ mẹ đấy nhớ vợ với thằng cu đó sao bài gì đâu hát hát tiếp ừ, tiếp tục này cầm tiền này ừ. Để sao con lấy cầm đấy sao vậy thế anh lấy anh cho rồi bây giờ anh cho thêm này này anh cho thêm này em cầm đi này em cầm đấy em bỏ đây để em muốn cái gì em nói mẹ mua cho này cầm đấy ừ, cầm đấy ờ cất được cầm đấy em cầm đấy ừ cất đấy nha thôi 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 cầm đi anh cho em á thôi cầm đi anh cho em á bỏ túi lúc nào cần mua gì thì nói mẹ bảo đi mua mẹ lấy đi mua lấy dọc đây, xài đây. Biết 70 luôn thôi anh cho em á cầm ấy cầm đi này anh bỏ đấy này Vinh nghe lời anh không nè nè Vinh dạ, anh cho em không anh cho em cầm đi không, cầm đi xong là tí nữa anh kêu mẹ đi mua đồ cho này nhanh cầm không anh dẫn anh đi về á có ấy anh để mẹ anh có ấy đồ cho em rồi một lát nữa là mẹ đi mua đồ cho em nha nhưng mà tiền này thì em cầm lấy nhanh rồi, để cho anh xài về xe không. Có làm gì làm đi anh có rồi nè anh nói cầm đi không anh giận anh đi về này này anh giận anh đi về nha nè có rồi em có rồi cầm nhiêu được rồi thôi cầm đi anh nói cầm là cầm đi nhanh không em trả lại à không anh... em trả lại không lấy luôn à cầm đi em trả lại không lấy đâu này cứ lì nha cầm đi anh cho cái này anh còn nữa mà anh còn nữa em cầm đi anh còn nữa anh còn tiền nữa em cầm đi anh còn đây này nè thôi em cầm đi bỏ túi đi lúc nào mua gì kêu mẹ mua cho nha rồi bây giờ hát tặng anh thêm bài nữa đi hát tặng anh bài nữa đi Minh Minh ôi với nhà gì á rồi bây giờ mà hát tặng anh thêm một bài nữa đi ừ sao lại chảy nước mắt rồi sao có chuyện gì buồn hả hả sao em có chuyện dạ. Gì có chuyện gì buồn hay thấy em chảy nước mắt rồi dạ. Sao khóc ừ sao em khóc anh khóc rồi kìa khóc đó nước mắt chảy rồi Vinh ơi có người tới thăm mừng hay sao ừ hay anh nói này Vinh ngửa mắt anh nói này à sao em khóc ừ? Em mừng em khóc em mừng em khóc hả dạ ừ tội quá vậy thỉnh thoảng anh ghé anh thăm em nha được không nha dạ ừ thỉnh thoảng anh ghé anh thăm rồi anh mua quà cho nha hôm nay anh tưởng em không ở nhà tưởng là em đi trên bệnh viện rồi cho nên anh không có mua quà lần sau anh tới anh mua quà cho nha tí nữa anh kêu mẹ mua cho nha được không nha dạ đi ừ? Thăm suốt đời hả? Ôi chảy nước mắt luôn cả tội không? Vui lắm hả? Có anh tới thăm vui lắm hả?
Đúng không? Đúng không? Thăm suốt đời luôn hả? Vừa nói là thăm suốt đời đấy. Anh khóc quá trời. Tủi à, tủi thân. Thôi ráng lên nha. Ráng hết bệnh rồi đi ra nha. Sao, có chuyện gì tâm sự không? Có muốn tâm sự với anh cái gì không? Em có gì em muốn tâm sự nào? Vinh. Vinh ơi. Có ai ăn uống nhậu nhẹt rồi hả vậy? Nhậu nhẹt xong mới về á hả? Dạ. Thôi bây giờ về này anh ra anh nói mẹ, lát mẹ mua đồ cho em nha. Mang vô cho em nha. Dạ. À mà nó có chạy vô nhà lấy tốt với đồ em giùm cái. À, để anh nói mẹ mang ra cho em nha. Ok không? Nha. Rồi hôm sau anh xuống anh thăm nữa nha. Dạ. Ừ, bye bye em nha. Dạ. Bye bye đi. Nha. Bye bye đi. Giơ tay bye bye nào. Giơ tay lên. Bye bye. Hẹn gặp lại Vinh nha. Dạ. Không được buồn nha. Bữa nào rảnh nhớ vô chơi mà. Ok. Mà em dặn có mà có ấy mà có ấy mua đồ mua cho em đồ giùm em nha. Rồi ok dạ. Ok. Ok anh hứa. À, nhớ mua cho em cái gì ăn cũng được cho. Rồi ok. Có bánh cốm gì cũng được. Rồi ok ok em. Rồi lần sau anh tới chắc chắn anh sẽ mua nhiều đồ cho em. Còn bây giờ là anh sẽ nói mẹ đi mua cho em. Dạ. Nha, anh sẽ đưa tiền cho mẹ và mẹ mua cho em nha. Ok không? Bye bye. Bye bye, giơ tay lên. Nghe nào. Anh vô lấy đồ cho em đi rồi. Rồi để anh xem tay mẹ giờ chưa đi được. Để anh xem trong nhà có cái gì thì anh bảo mẹ mang ra cho em nha. Dạ. Kêu mẹ để em ra cho em rồi. Kêu mẹ mở cửa cho em ra đi. À ok ok. Không có làm em gì được. Ok ok nha. Dạ biết làm sao. Mẹ em làm em gì được, không có làm em trong đây được phải không? Phải kêu mẹ mở cửa ra. Anh hiểu không? Rồi ok hiểu rồi. Rồi thôi anh đi nha. Dạ. Bye bye em. Rồi vô nhà em có gì đó coi. Gì ăn uống gì đó lấy ăn uống tự nhiên nha. Rồi ok ok. Ăn uống hả vậy? Ok ok. Em bye bye em nha. Dạ. Giơ tay lên. Mẹ mà ăn uống khỏe, ăn uống cả cho ngủ rồi bây giờ. Ok mày ok. Lâu đợi chơi. Ok. Bye bye. Thấy thương quá các bạn. Em Vinh thì nhìn một thanh niên cũng khá là khôi ngô tuấn tú nhưng mà không biết là cuộc đời xô đẩy như thế nào thì em lại phải chịu cái cảnh này. Rồi, ok, ăn uống xong anh về nha. Dạ, mà có ấy mà kêu mẹ mở cửa em ra mới về. Ok, ok. Bye bye nha. Dạ. Bà nói anh biết nơi đâu? Biết. Bài gì không? Biết. Biết làm dán rồi. Em có bài không? Hả? Có bài không? Ở trong nhà có bộ bài chẳng hả? Thôi để lần sau nha, lần sau anh xuống anh em mình chơi nha. Dạ. Bye bye em. Bye.